À, mà lấy nha. Ok, ngoài ra thì cũng đừng quên vòng quanh một trong nơi bạn thể kiếm được phần quà từ việc chơi thần thưởng thường ngày hôm trước. Và cũng không thể thiếu được đó là đổi đại thưởng đại lý anh em. Trở thành đại lý nhà phát hành thì chỉ với ba vài bước cơ bản anh em thì được lợi nhuận 30%. Ngoài ra còn rất nhiều sự kiện hấp dẫn đang chờ đợi anh em. Còn chờ gì nữa mà không tiến hành tham gia và nhận thôi. Hôm nay có sự kiện mới là các bạn này. Đấy. Ok các bạn, đấy, tham gia ngay và luôn. Còn chần chừ nữa, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem nào. Trước mắt chúng ta sẽ đi hờ thủy đi anh em. Uầy, vừa vào đây quả đâu ra, ai lổ trước hay là có sán không biết anh em. Ba rồng kìa. Căng thế nhờ. Chào màn auto nhẹ trục phát anh em. Oh, Wewin anh em kìa, xém được ăn anh em. Wewin xém ăn các bạn. Xém nữa thì là được Wewin các bạn nha. Mở một quên thì tôi quay lộn vòng anh em. Tính ra là chúng ta chỉ quay ấy thôi. Nhưng mà quay lộn sao anh em. Không sao hết. Cứ từ từ các bạn. Không tin là không gỡ gạt được. Ok, tới nữa nào. Đó, thấy không? Cứ từ từ bạn, không có gì phải vội cả. Cứ từ từ, không phải gì phải vội anh em. Ok, tới nữa nào. Tiếp tục quay anh em. Ok à. Còn chưa gì hết, đang nghe toang luôn rồi các bạn. Trời ơi, càng đét đấy. Đây rồi anh em. Ok các bạn, được một phát thôi. Một phát được uy tín là được rồi. Không uy tín lắm các bạn. Ôi giời ơi, nổ như không nổ các bạn. Nó cho quả nổ như không nổ này, đau lòng rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Nổ như không nổ anh em. Ủa mà này nó có tính nổ quả xong hay gì không trời? Vâng ạ, nổ như không nổ anh em. Vâng, nó đã lộ rồi anh em. Đèn thế nhờ. Này, nó phải cứ nổ rồng là ngon đâu anh em. Nó quay win kìa. Không dập được à? Không dập được quả quay win chứ. Ok anh em, máu rồi đấy. Máu rồi anh em. Máu rồi đấy. Căng thế nhờ. Căng thế, trời ơi, nổ cho phát nào. Nãy rồng nhưng mà... Ây da. À không, không các bạn, tưởng là được một cái phun rồng nhưng phải anh em, nhìn nhầm. Nhìn nhầm các bạn, tưởng cái được cái phun rồng. Ây da. Tạm ổn. Thôi là vứt bát cái nào. Tôi rất không nổ được Wewin to nhỉ. Không nổ cho cả 40-50 coi. Vui tết luôn anh em. Mai khỏi chơi luôn. Học mấy hôm. Tôi bận đi xử lý công chuyện. Thế nó nổ quả đấy. Mình bận mấy hôm đi xử lý công chuyện ngay anh em.
Chẳng thế. Nổ được không? Nổ được không? Nổ được, nổ đi. Không nổ được luôn anh em. Căng nha. Căng thật sự luôn các bạn, quá căng luôn. Ok đây. Ok, bạn chưa bắt vào đó vào vòng quay đã. Đen thế nhở. Ui giời. Sao dừng lại 26 rồi. Nhặt thêm dìu anh em. Vẫn thủy hử các bạn. Cần nghe đổi game thì nó vẫn hết hơn. Nhưng thôi anh em, tôi quyết tâm thủy hử phát nữa. Tiếp nào. Yeah, cho quả to to rồi nào. Nó tù anh em. 4 xong. Hơn ngay. Hơn ngay. Bớt được không? Rồi cú lửa thế kỷ các bạn, nó được phát xong thôi. Tới nào, cũng là full map đây anh em. Đấy, full gần full hết rồi đấy, nhưng mà bao to các bạn, trời ơi. Căng thế nhờ. Cho xin quả well win coi. Có xin, cho xin quả well win coi nào. Không ném lên lại, lại toang đây rồi. Nhìn kiểu này dễ lắm các bạn, thật sự luôn. Phát này nếu mở mình ra ngoài anh em nhé. Bớt à. Bớt à. Bớt đến đâu. Bớt đến đâu. Ok các bạn. Ok các bạn, liệu nổ được không? Phát nữa. Phát nữa. Ai, toàn, hôm qua vừa báo 20 thì hôm nay toàn 20. Rồi, đen đỏ quên đi anh em. Kết thúc từ chiến. Thế nha, clip tạm này kết thúc. Bye bye.